hai đứa em mà lần đầu tiên gặp nhau là tranh huy chương vàng của giải taekwondo của tỉnh. Ổng đã để ý em từ lúc mà em tập luyện ở trong khán đài á. Trời ơi, sao tháng taekwondo mà ổng lấy tay giọng giọng ta kìa, quýnh nhỏ kia suy nghĩ luôn. Em cũng sợ mà tội cái nó lùn thôi cũng đỡ. Cái hồi vô đấu á, ông này ổng đánh gì hết trơn, ổng cứ bay vô ổng ôm không à, mà nhìn baby lắm chứ không phải già như giờ đâu. Mới gặp bạn này cười với em là em đã thấy rung động rồi, có nghĩa là em cảm thấy lần đầu tiên có một cảm tình với một bạn tâm boy. Cô em từ nước ngoài về rồi bắt em đi bác sĩ chấn chỉnh tâm lý, rồi bà nội em kêu em là cấm hút này kia đủ thứ hết. Lúc đó em rất là mệt mỏi, em cảm thấy em không có lối thoát và em quyết định em sẽ đi lần này nữa, và em đi luôn, hoặc là em đi cho tới bây giờ. Cái chuyến trốn lên Đà Lạt của hai bạn đó, nó diễn ra như thế nào? Dạ, chỉ có một chiếc xe và 6 cái ba lô. Thì em đi xem là gần nhà đúng không? Làm sao mình vác theo 6 cái ba lô anh? Dạ em cũng không biết nữa, em xe chất lên nữa. Rất là gọn. Xong rồi tình yêu hai... thì nó chất lượng hơn, nó yêu quá là làm cái gì vậy? Mà đang muốn đi nữa là cỡ nào cũng chất lên được đúng không? Vâng. Thắng Thiên và Minh Tuấn, chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn nhãn hàng Son Unica đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào hai em. Em chào chị Khánh Chi, em chào Minh Tuân. Em tên là Hoàng Nhi, năm nay em 25 tuổi và sống tại Biên Hòa Đồng Nai. Em chào chị Khánh Chi và Minh Tuân, em tên là Thiên Hoàng, hiện tại em 26 tuổi, đang ở Biên Hòa và Đồng Nai. Dạ. Là hôm nay hai người phải đi từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Mình là một cặp đôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì mình hỏi về câu chuyện tình yêu luôn đi. Dạ. Ngày 6 tháng 8 2012 thì hai đứa em mà lần đầu tiên gặp nhau là tranh huy chương vàng của giải taekwondo của tỉnh. Đấu vòng loại xong rồi hai đứa gặp nhau, nhưng mà sau này quen ổng rồi ổng mới nói em là ổng đã để ý em từ lúc mà em tập luyện ở trong khán đài á. Còn em á thì biết ổng hồi tối hôm kia là cô kêu em là nhớ coi để ý thằng này nha, nó dữ lắm á, nó đánh dữ lắm á nhiều người. Xong cái em ngồi em cũng nhìn nó, trời ơi sao hắn taekwondo mà ổng lấy tay giọng giọng ta kìa, quấn nhỏ kia suy nghĩ luôn. Em cũng sợ mà tội cái nó lùn thôi cũng đỡ. Cái em mới ba ngày hôm sau thì vừa vô khán đài cái đọc tên lên, cái em nghe tên men nó chết luôn, tên Thiên Nga. Cái gì Thiên Nga cưng? Nguyễn Thị Thiên Nga chị. Đợt đó ổng trắng mà ổng nhỏ xíu con à, cái em thấy ổng cười tươi lắm á. Trời ơi thằng này nó bị khùng, nó tự nhiên cái vô gì đấu nó cười với mình. Thì cái người ta cười xá da mà sao cưng? Từ xưa giờ không ai cười xá da với em chị ơi. Nào ổng chỉ mặt em kêu mày coi chừng tao. Cái hồi cái vô bắt tay em nữa. Bắt tay có khiền khiền không? Bắt tay mà thả ra rồi mà cứ níu níu vậy đó. À, bắt tay mà thả ra rồi mà cứ cầm ngoài á. Cứ níu níu lại mà trên khán đài mà cái hồi vô đấu ông này ổng đánh gì hết trơn á. Ổng cứ bay vô ổng ôm không à. Nhưng mà lúc đó em có biết bạn này là giới tính gì không? Dạ biết, nhìn là biết liền, tại vì em cũng chơi chung với nhiều bạn hết. Lúc đấy là Hoàng để tóc ngắn như vậy rồi hả? Bạn này đã để tóc ngắn rồi à. Mà nhìn baby lắm chứ không phải già như giờ đâu. Cái lúc đó em mới đấu với ông này, cái ông này cứ ôm vô, tại vì trong đó có đấu đấm sao mà ôm gì kỳ vậy. Có trong đó đánh là được mình kè vô, có nghĩa là mình trận đối phương lại, nhưng mà ông này ổng ôm vô mà ổng lùn, ổng cứ chườm chờ lên mặt em vậy nè, ổng cứ nhóm lên. Em nói mày sao kỳ vậy ta, cái ra nó coi. Không, lúc đó em mệt thiệt cái chị. Con đánh không được, ông này ông cứ ôm con hoài à. Cái em thắng thì đi ra nói Nhi cho Nga xin số điện thoại đi. Cái xong em thấy ông này cũng dễ thương mà em giống như tự nhiên em cũng bị rung động hay sao á. Lần đầu tiên em gặp một cái bạn tomboy mà em cảm thấy rung động, mới đưa số điện thoại. Lúc đưa số điện thoại là rung động chưa? Là lúc mới gặp bạn này cười với em là em đã thấy rung động rồi, có nghĩa là em cảm thấy lần đầu tiên có một cảm tình với một bạn tomboy. Nhưng trước đó là em vẫn quen con trai. Em vẫn nhắn tin với con trai nhưng có quen, nhưng khi mà đi chơi chung á em cũng không có biết cảm giác mình sao, em về em lại không có quen nữa. Tại vì em chơi nhiều bạn là ba mẹ cũng hay không có cấm là chơi với bạn nào, nhưng mà ba mẹ nói là làm gì làm, nhưng mà mình vẫn là con gái này kia, trong nhà em cũng có anh chị này kia vậy á, em rất là rành về giới tính đó. Thì gặp ông này cái tự nhiên cái em khớp em cảm thấy dễ thương sao á, cái em còn chạy ra em nói với mẹ bạn nó nhìn giống thiên thần ghê á. Lúc mà về bạn này nhắn tin, em cũng đọc tin nhắn rồi nhưng mà thật sự rất là lo, tại vì em sợ là mình mới không có cảm tình với bạn. Em lo là tại vì em bắt đầu có cảm tình rồi đúng không? Đúng rồi, em cảm thấy là mến mến mà đúng không? Mến nhưng mà em không dám tiến tới. Em thứ nhất là em sợ không có tương lai. Thứ hai là em sợ gia đình mình đang hy vọng về mình nhiều quá. Tại vì lúc đó em đi học nói chung là tương đối tốt, khi được mọi người thương yêu vậy đó. 2 tuần sau bạn này mới nhắn thêm câu là
thôi nếu như mà hồi xưa hay kêu mình Ti, kêu là nếu như mà Ti bận quá thì thôi Bin không làm phiền Ti nữa. Cái em thấy sốc sốc chị, cái em nhắn tin em trả lời, cái từ đó tới giờ luôn là tụi em quen nhau được 8 năm. Em trả lời làm sao? Em nói thôi tại vì Ti bận quá Ti quên. Cái bắt đầu từ hôm đó bạn này liên tục gọi điện thoại, rồi nói chuyện điện thoại. Thì nói chuyện điện thoại. Mà trong khoảng 2 tuần đó em có suy nghĩ về bằng này nhiều không? Lúc đó em cũng mong luôn đó, em cũng không nghĩ tới luôn. Xong khi mà bạn này nhắn thêm một câu mấu chốt đó nữa, tự nhiên giống như là trời định mệnh rồi hay sao. Cái lúc đó em trả lời một cái là từ đó trở về sau, ngày nào hai đứa em cũng nói cái câu đó là câu chốt hè đó cưng. Dạ. Giống như cái kiểu nhắc khéo nhưng mà thôi kệ mày, không ấy tao. Mà nếu như em không trả lời bằng này sẽ ngưng luôn đó. Đúng rồi, ngưng luôn. Dạ không. Em sẽ gọi điện liên tục. À, cái nó như điện cho bộ là chắc là thăm dò đấy còn sao đúng không? À, Hoàng để ý Nhi từ bao nhiêu lâu rồi mà mình mới bắt đầu gặp, xong mình cười, xong rồi mình bắt đầu tấn công như vậy? Dạ là cái thời đó là em đi lên em cũng thi dở chung với bạn này, là đã thấy bạn rất là cao mà rất là ốm như người mẫu vậy á. Bạn cứ đi lên đi xuống ở dưới mấy cái bậc thang của khán đài á, thì em thấy thì em mới hỏi thầy. Thầy mới nói là bạn này huy chương vàng rất là nhiều năm rồi đó, cho nên là chắc chắn là sẽ vô sẽ gặp bạn đó đó. Xong rồi em để ý thấy đẹp quá. Đẹp thật. Vâng, rất đẹp. Hai tuần sau cái bạn này bắt đầu nhắn tin xin em là thôi cho Bin lên chơi một bữa đi, Bin chưa biết Biên Hòa tại vì ở Đồng Nai nhưng mà ở Long Khánh lại cách em thêm 30 cây nữa. Ngại em mới không có dám cho lên. Cái bạn này mới nói Bin lên tới nơi này, Bin đang đứng ngay chỗ nhà thi đấu rồi, Ti mà không dẫn vô chắc Bin hôm nay Bin không có chỗ ngủ. Vô tình lúc đó thì mẹ em á rất là hiểu về giới tính của mình. Ủa lúc đó mẹ em biết em vậy rồi hả? Mẹ em không biết, mẹ em dạy nhà em là con của dì em á, là chị của mẹ em á, là có chị gái là giống như Bin. Đó cho nên là lúc đầu mẹ em rất là kỳ thị. Sau này bắt đầu mẹ em coi ba cái chương trình rồi này kia, rồi cả biết cả chị Lâm Khánh Chi là chuyện giới từ lúc nào này kia, mến này kia vậy đó. Nhưng mà mẹ em nghĩ như vậy nhưng không đồng tình với con gái mình như vậy. Cứ nghĩ là em sẽ giống như Bin là tóc ngắn chứ không phải là một người con gái thích như vậy, là em làm vợ là Bin làm chồng. Nghĩ là em sẽ giống như Bin luôn, là đi cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai, tomboy, quậy phá này kia. Em dẫn Bin lại vô luôn. Gặp trên cơ siêu thị thì mẹ em Bin mới nói chuyện với mẹ này kia vui vẻ, thân thiện quá. Mẹ em thấy cũng ok. Và rồi mẹ em mới gọi là đồng lõa cho Bin ở lại nhà, tại vì lúc đó ba em không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Ủa mà ngay đầu tiên gặp gỡ em dẫn mẹ theo luôn hả? Dạ đúng rồi, em lúc nào em cũng dẫn mẹ theo hết á. Bạn bè em có quen ai nữa em cũng dẫn mẹ theo luôn. Nhưng mà em ở từ xa thôi. Vậy là em kể cho mẹ em nghe luôn. Em kể em với lại em không có nói, em chỉ nói Bin là bạn thôi. À chỉ nói là bạn chứ. Em chỉ nói là con giống như những người bạn kia con hay chơi, mà hay dẫn con đi chơi vậy đó. Bin dễ thương thân thiện, với lại lần đầu tiên có người mà nghe con tâm sự. Thì lúc đó thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời em có một người bạn mà lắng nghe em nói, chứ không phải là chỉ muốn em lắng nghe thôi. Cái bắt đầu em càng thích Bin hơn. Nhưng mà em rất là sợ cảm giác là ở sau này như thế nào, rồi nghĩ sâu xa hơn. Sau cái ngày gặp gỡ ngày hôm đấy thì tình cảm của hai bạn tiến triển như thế nào? Lúc đầu bạn này em mới nói em là đừng có xạo, đẹp gái vậy mà không có bồ. Em mới nói vậy Bin có bồ chưa, Bin nói câu chưa. Nhưng mà vô tình cái lúc mà buổi trưa hôm đó về nhà ăn cơm á, thì điện thoại của Bin có hiện chữ vợ yêu gọi tới. Trời ơi là sao? Cái em mới thấy là nó sao sao. Mà trong điện thoại mà cài vợ yêu nữa là thấy thua rồi. Chết em luôn. Rồi em lúc đó em chắc em rất là hụt hẫng. Em cảm thấy nó bị tụt mút á, cái kiểu mà nó đơ rồi. Em nói là sướng đơ đó. Sướng à, nhưng mà dữ lắm chị ơi. Thì đúng rồi. Giật máy lại liền. Vợ nào cứ chưa. Cái đó là đương nhiên. Cái đó là đương nhiên. Cái đó là... Tại vì em nói là em không có quen ai hết mà. Em bóc máy luôn chị. Mà lần đầu tiên trong một lần đó. Bóc máy em nói làm sao? Bạn nó hỏi em là ai vậy? Em nói là mình là vợ Bin nè. Em không biết tại sao em lại làm như vậy luôn. Em nói vậy à. Em cũng không biết nữa. Lúc đó em chưa có phải là thích lắm nha. Cũng chỉ là thích vì bạn này nhìn dễ thương thôi. Tại vì em nói đó để thử cô kia nói làm sao. Tại em thấy trong điện thoại đây là vợ yêu. Dạ. Xong cái bạn đó mới nói có cưới chưa mà kêu bằng vợ. Cái em mới kêu là không cần cưới đâu. Bạn đó mới cúp máy. Thì Bin mới ngồi mới tâm sự với em. Bin quen như vậy đó nhưng mà không có cảm giác này kia, rồi cũng tình nghĩa với lại một người nữa. Nó nói chung là chuyện tình cảm với một người nữa hả? Có nghĩa là người khác nữa hả? Cái người đó Bin chơi thân, người đó mới giới thiệu cái bạn này qua, nhưng mà chỉ là quen cái kiểu tuổi trẻ. Thì Bin nói vậy thì em nghe vậy á. Chị thắc mắc nha, nếu như mà cưng đã không yêu người ta thì tại sao trong điện thoại của em để chữ vợ yêu? Em chưa chấm dứt với cô kia mà em lại đến với cô này. Không phải là em chưa chấm dứt với cô kia, mà là em với bạn này chỉ nghĩ là
lần đầu tiên mình lên chơi để có người dắt mình đi những chỗ đây đó ở Biên Hòa thôi, chứ không nghĩ là sẽ tiến tới với cô này là để yêu nhau. Vậy từ đầu là em nắm tay hay là em xin số điện thoại là làm sao? Không, cái đó là xin cho vui hả? Cái đó là chỉ là đi thi võ xong thì mình kết bạn với nhau. Chứ lúc đó là em chưa thích. Chỉ để ý thôi, chứ giống như bây giờ người đàn ông ví dụ như thấy một phụ nữ đẹp thì mình có quyền mà, có quyền là thích người ta, nhưng mà mình đâu đã ngỏ ý là. Ê, ai không đồng ý cái này nha. Cái này là nếu mà nói vậy là em hơi bị lăng nhăng nha. Đó là vậy đó. Nha, nếu như vậy là hơi bị lăng nhăng. Bạn Nhiên kể từ câu chuyện nãy là thấy rõ ràng là em là người chủ động, em xin số điện thoại người ta, em xứng tới em thi đấu mà em không thi mà em cứ ôm tay mày, rồi em xin số điện thoại, rồi em còn nhắn câu là nếu mà Nhi bận quá thì thôi mốt không làm phiền nữa. Cái câu đó là cái câu thích người ta mới làm thăm dò đó. Đúng rồi. Ví dụ như anh nha, anh quen người yêu mà thứ anh đi chơi với người khác là anh ăn đòn đó. Thì không, em không cũng không có nghĩ là cái tiến độ mà yêu nhau nó sẽ nhanh đến như vậy, cho nên là khi mà em lên chơi với bạn này thì em cũng không nghĩ về tới cái bạn kia. Em với cái bạn kia nó cũng có xảy ra xích mích rất là nhiều. Khi mà em đi thi võ, em có yêu cầu cái bạn mà em đang quen cũ á là đi cùng với anh đi để coi anh đấu, nhưng mà bạn nó không. Em với bạn đó là nói là nếu như mà đã không đi coi thì coi như là không còn. Mà lý do tại sao không đi coi là không còn? Không có nghĩa là bạn trước đó, ý là có nhiều câu chuyện xảy ra rồi đúng không? Đúng rồi, trước đó. Chính xác. Nhưng mà ý anh là mình còn nghĩa mình phải kiểu giải quyết gọn gẽ cái câu chuyện cũ mình mới có thể bắt đầu câu chuyện mới được. Thì nó đỡ rắc rối cho cả hai bên. Sau cái lần đó đó, cái lần chạm trán với người yêu cũ đó, thì em có bị mất niềm tin vào bạn này không? Dạ cũng có, nhưng mà ở bên bạn này em có một cảm giác là bạn này rất là thật, bạn này rất là ga lăng, cái gì cũng sẽ kể cho em nghe hết. Nhưng sau khi cái vấn đề đó xảy ra thì bạn nói là nếu như mà Bin nói là Bin có một cái thì liệu Nhi có cho Bin ngồi đây nữa không? Cho nên là gặp nhau rồi bắt đầu mới từ cái lúc đó kể lại hết tất cả toàn bộ câu chuyện, là trong quá trình bạn đó để nó hết là sao không kể được. Quen cho bạn này 8 năm thì mới có 8 năm hả Cưng? Dạ mới có gần 10 năm thôi. Em cảm thấy là bạn này rất là tốt với em, thà chấp nhận em quen bạn còn hơn là lấy chồng sinh con. Trong 10 năm đó có vợ yêu nào gọi đúng không em? Dạ không. Có này là toi mạng. Có là chết với em. Lần đầu là còn tha thứ nha, đúng không? Thì ở Long Khánh bạn này rất là nổi tiếng. Nổi tiếng mà gì vậy Cưng? Dạ cái kiểu như trong giới á chị. À nổi tiếng trong giới. Đúng rồi, nếu như mà có vấn đề gì người ta sẽ báo cho em luôn. Quen được cỡ 1 năm rưỡi hơn thì gia đình phát hiện kêu xưng xưng vợ chồng rồi. Tại lúc còn nhỏ, tính ra lúc đó mới lớp 11, 12 thôi. Gia đình làm lớn chuyện lên thì tụi em mới bỏ đi. Nhưng mà tại sao gia đình phát hiện được hả Nhi? Thì tụi em sợ gia đình biết cho nên sẽ không bao giờ nói bằng vợ chồng bằng tiếng Việt. Toàn nói tiếng Lóng, tiếng Anh, rồi đăng lên status cũng ghi bằng tiếng Anh. Hai đứa tách qua tách lại. Thì lúc tiếng đó Anh, tiếng Anh mà bỏ dấu chị. Tiếng Anh nhưng mà em ghi tắt lắm. Mà tới độ mà nghĩa là nhà em không có ai là cho không thể đọc được. Đúng, đúng rồi, không ai cho phép. Tiếng Anh mà đọc qua thành Campuchia, dạ, thành Campuchia đó. Khập khuôn khạ này kia là đọc y vậy luôn, nhưng mà chỉ có hai đứa em hiểu thôi. Nhưng mà có một ông cậu thì ông hiểu và ông kêu ba em lên nói chuyện. Chắc ông có LGBT hay đúng không? Đúng, anh đang bị hỏi là ông cậu đây có chồng. Chắc ông đó là LGBT. Em cũng không biết sao mà ông biết ông dịch được luôn mà ông biết em. Vậy là ông là LGBT đó Cưng. Cái chữ H là chữ husband, còn chữ W là chữ wife, mà em ghi chữ H cái chữ W mà ông vẫn biết luôn. Vậy là ông là LGBT chắc luôn. Không, cậu là chồng của dì em. À chồng của dì hả? Là hai con đứa con rồi. Trai rồi. Cho hai đứa con LGBT LGBT Cưng. Ông xác định được viết tắt tức được như vậy cho thật sự nha. Mà dịch ra được thì chị cũng bái phục nó luôn. Em nói thiệt không ai đọc được luôn, cả bạn bè của em đọc nó mày ghi cái gì, tao thấy mày trẻ trâu. Tại không vì hiểu. Thường con trai gì chị nói thiệt á, thường con trai người ta không có để ý những cái chuyện đúng này. Rồi đàn ông và con trai người ta rất là khó nhìn nhận trong giới của mình. Làm lớn chuyện quá rồi bắt đầu cấm bạn này rồi đổi. Nhưng mà gia đình anh làm lớn chuyện gia đình cả em, hai bên luôn hay là không hay một mình em thôi, tại gia đình bạn này rất là dễ. Lúc nào cũng nói em là Bin là dụ dỗ em cho nên em mới vậy, chứ em không bao giờ như vậy. Ba mẹ nói là hứa cho hai đứa em học xong lớp 12 có thành công đã rồi muốn tự quyết định gia đình, nhưng đó chỉ là lời lừa dối của ba em thôi. Cho nên tới bây giờ em không bao giờ em tin ba em mà vậy á. Về cất hết chứng minh nhân dân của em luôn, không cho em đi đâu hết, ở trong bốn bức tường vậy đó, ngồi nằm ở nhà. Cái lần đó em sắp xếp mọi thứ sẵn hết luôn, em đi một lần nữa, em đi múc lên Đà Lạt luôn. Nhưng mà khi mà nhốt em vậy thì em đi bằng cách nào nhỉ? Em đi học á. À. Em lấy xe em đi luôn. Em đi học, em gửi xe vô trong nhà xe. Em gọi điện thoại, em kêu mẹ em lên lấy xe. Nói con bỏ đi rồi. Nếu vậy là mình phải bỏ học ngang thôi hả? Dạ đúng rồi, lúc đó em bỏ học ngang. Lúc đó còn 3 tháng nữa em đã tốt nghiệp. Thật sự là em không chịu nổi. Có nghĩa là không phải là không được gặp Bin, mà là bao áp lực quá, bao quá áp lực làm cho em không thể nào tập trung học được. Nếu như ba thả lỏng cho tới bây giờ thì em có thể học tới đại học này kia, tại vì cái tương lai của em nghĩ rất là xa. Nhưng lúc đó ba quá áp lực đi. Ba chỉ cho em trong nhà thôi. Ba em mới nói một câu là tụi bay ra đường không thể nào mà
có cơm ăn được. Ba nghĩ em là tại vì ba em bảo bọc em từ xưa đến giờ, cho nên em sẽ không làm được gì hết. Rất là nhiều người có cái suy nghĩ vậy và ép con mình vô một cái khuôn khổ. Bạn này cũng vì gia đình áp lực mà không học tới nơi tới chốn. Nhi thì trước giờ vẫn có con trai nên nhà của Nhi vẫn nghĩ là rồi con bé con nhà mình là bị dụ dỗ rồi, chứ không nghĩ là Nhi là tình nguyện đi theo Bin nên mới có những cái hành động hơi hơi mà tiêu cực như vậy. Em nói đây luôn là em là người dụ Bin đi. Ừ. Nhưng nó cũng có nhiều cách để mà mình giải quyết, chứ không phải là giải quyết cái kiểu như vậy. Dạ, có một lần khi mà em có về lại, em có nói chuyện với ba em, nhưng mà em chưa bao giờ em về nhà em xin ba em là cho em ăn cơm hay cái gì hết. Từ suốt khoảng thời gian đi cho tới ngày hôm nay luôn, em vẫn ở gần những trong khu vực đó, nhưng em chưa có bao giờ mà ba ơi ba con đói quá, ba cho con cái này kia, chưa bao giờ. Con nói ba một lần này con mong ba hiểu, giống như tình yêu của ba dành cho mẹ, nhưng gia đình bên mẹ không chấp nhận ba, ba vẫn dắt mẹ đi đó, thì con cũng sẽ giống vậy. Ba kêu là không, tao khác mày khác. Tất cả con người đều là tình yêu giống nhau thôi, khác cái giới tính thôi, chứ ngoài ra yêu cũng một cách như nhau thôi. Yeah. Tới độ mà cô em từ nước ngoài về rồi bắt em đi bác sĩ chấn chỉnh tâm lý, rồi bà nội em kêu em là cấm túc này kia đủ thứ hết. Lúc đó em rất là mệt mỏi, em cảm thấy em không có lối thoát. Và em quyết định em sẽ đi một lần này nữa và em đi luôn, hoặc là em đi cho tới bây giờ. Sau này mà em thành công rồi á, bắt đầu ba mới đầu ba ngầm hiểu là người ta vẫn bình thường, người ta vẫn phải thành công. Và bây giờ những người trong cộng đồng LGBT là những người rất là giỏi. Dạ đúng. Bin đi, nãy giờ thấy Bin xúc động quá mà em ít chia sẻ quá. Cái chuyến trốn lên Đà Lạt của hai bạn đó, nó diễn ra như thế nào? Dạ chỉ có một chiếc xe và 6 cái ba lô. Thì em đi xem ra hả cưng? Dạ đúng. Ủa là sao mình vác theo 6 cái ba lô ấy? Dạ em cũng không biết nữa, em chất lên nữa. Rất là gọn. Xong rồi, tình yêu là tình yêu nó chất lượng hơn, nó yêu quá là mặn liệt rồi. Mà đang muốn đi nữa là cỡ nào cũng chất lên được đúng không? Vâng. Và cái lần đầu tiên mà tụi em trốn đi là ở Long Thành, là em là đi cầm chiếc xe của em. Hai vợ chồng em đều có một chiếc xe. Hai người có hai chiếc. Đúng rồi. Em cầm một chiếc xe hết 3 triệu và em dắt như đi lên Long Thành trốn. Tổng cộng cả hai người có bao nhiêu tiền lúc đấy? 3 triệu. 3 triệu, đúng 3 triệu. Đúng 3 triệu. Dạ. Tại vì cái tiền mà em để dành là em cứ đi lên đi xuống chơi với Nhi là hết tiền rồi. Ba của Nhi hứa là về để cho hai đứa em cùng đi học lại tiếp. Tại vì định hướng của hai vợ chồng em là học xong 12, xong rồi đi học chung đại học, rồi mà thành công rồi bắt đầu mới lại nói với ba mẹ. Nhưng mà lúc đó rõ ràng là bạn này tới thì tụi em cũng học trước mặt ba rất là nhiều. Em cũng từng nói với ba là con cứng đầu như ba vậy đó, cho nên là khi mà con đã quyết rồi con phải làm. Vậy tới ngày hôm nay là khi ba thấy được em thành công vậy, ba mới mũi lòng xuống. Em vẫn hiểu là ba đang hy vọng vào em. Em không bao giờ trách ba hết. Với ba em muốn làm lợi gan nư của ba em á. Ba em làm cho bằng được là phải chấm dứt với này cho bằng được. Làm cho mẹ là mẹ tao nói mày phải nghe. Dạ. Còn mẹ em thì sao Nhi? Dạ mẹ em lúc đó mẹ em nói là mẹ em nhìn lại mẹ em đã biết là em đã thích Bin rồi. Nhưng mà mẹ em vẫn không hy vọng là em sẽ quen Bin. Vẫn muốn em cưới chồng. Nhưng mà mẹ em vẫn một chút nào đó vẫn hiểu. Cho thông cảm cho em, thông cảm cho em nhiều hơn. Bây giờ thì em với lại ba của em đã ngồi lại nói chuyện bình thường được chưa Nhi? Vẫn nói chuyện bình thường, vẫn kêu Bin bằng con rể rồi. À. Dạ, vẫn nhẹ nhàng rồi. Sau bao nhiêu năm là ba em mới nhẹ nhàng? Dạ, mới năm nay thôi. Vậy là cũng là lâu. Cũng 8 năm rồi đó. Dạ, tại vì mấy năm kia em không thành công. Tại vì em đâu có gì đâu mà để thành công. Em có mấy trăm ngàn, rồi em cứ hai đứa em cứ đi làm phục vụ này kia. Là nếu như mà em không thành công thì là chắc ba em sẽ không không bao giờ hiểu, sẽ không bao giờ chấp nhận. Dạ em nghĩ như vậy, tại vì ba em nghĩ là mày làm vậy sao tụi bay thành công rồi, mày đặt này kia. Nhưng mà khi mà mình đã chứng minh được thế á, trước khi thành công như bây giờ đó, thì hai vợ em lên Đà Lạt sinh sống, mình đã bắt đầu lại như thế nào? Em đi bán đồ trong phòng trọ em á. Bán gì cưng? Bán ba cái ba lô của em, rồi bán quần áo mà 20 ngàn, 10 ngàn. Bán đồ của em đem theo hả? Dạ đồ em có gì em bán, để em kiếm tiền đi Đà Lạt. Khi mà khó khăn quá, lúc đó em phải đi ngược về Biên Hòa. Em đi làm, em kiếm phòng trọ em ở, rồi em đi xin làm phục vụ, làm đủ thứ hết, lại thất bại nữa. Em không hiểu tại sao lúc đó ông trời lại đối xử với em như vậy. Em rất là trách ông trời, tại sao tụi em siêng năng như vậy mà tại sao lúc nào cũng bị thất nghiệp. Đang làm cái thất nghiệp, đang làm thất nghiệp. Ngày hôm nay thì em mới nói là giống như là người ta hay nói câu là mình gieo hạt nào thì mình bây giờ mình ăn quả thôi. Thì bây giờ thành công ngày hôm nay em rất là mừng. Và em cảm thấy 6 năm em lận đận ở ngoài cho đến 2 năm nay em thành công trên cái sự nghiệp của em là một cái thử thách lớn ông trời dành cho mình. Và ông trời thật sự là có mắt. Mà khi mà tụi em yêu nhau mà tụi em trải qua được cái thời gian khó khăn rồi đó, thì tụi em sẽ thật sống thật hạnh phúc. Dạ. Tại vì em đã lúc quen nhau khó khăn còn có thể bên nhau được. Dạ. Ông trời ông rất là công bằng với lại tụi em. Thì em vẫn cố gắng, người đầu tiên em nhớ tới là ba mẹ hai bên. Em vẫn hiếu thuận, em vẫn
cố gắng làm để trả hiếu được ngày nào hay ngày đó. Bây giờ công việc chính của hai bạn là gì nhỉ? Dạ, hiện tại là em với bạn em đang làm chủ của studio chụp hình về Baby và Family. À. Dạ. Mình có thợ chụp hay là tụi em tự chụp luôn? Khi lúc đầu tụi em là người tự chụp, nhưng sau này đông quá bắt đầu bắt buộc em phải có thợ thêm để hỗ trợ. Cái cơ duyên nào làm cho em đến với cái nghề chụp ảnh đó? Trước đó là tụi em làm ở công ty thì tụi em dành được một số tiền, xong rồi tụi em sẽ mở một cái quán nước cũng là ghi là cộng đồng LGBT luôn. À. Đó, năm đó là 2016 hay 14. Ừ. Mấy anh chị ở trên Sài Gòn cũng có về. Tên gì cưng? Dạ, cộng đồng LGBT. Em chỉ ghi là gia đình nhỏ ta. Xong rồi em in mấy cái tấm hình em dán lên xe vậy đó. Một thời gian là tại vì tụi em không có hợp với lại là bán đồ nước, cứ lận đận với tiền á. Cái đối diện là cái anh đó hay đi qua uống cà phê và đang thiếu người, thế là em cũng đang rảnh thì em đi vô đó em làm. Thì mới đầu em cũng không có nghĩ là em sẽ là chụp hình, em chỉ là ai kêu làm gì đó làm đó. Mà xong cái em thấy em bé đó khóc quá, nó không chịu cười mà chụp hình là phải cười ấy, xong em cứ làm khùng làm điên làm hề đó. Cái thì cái anh chủ đó anh mới nói là dạ bây giờ mày có muốn chụp hình hay không đó. Anh nói dạ muốn, thì em cũng cầm bấm cho chuyên nghiệp lắm, cứ quay video đầy đủ. Một thời gian sau là anh cho em cầm máy, em làm đó được cũng một năm hơn, có được một số tiền trong khi đi làm. Em bắt đầu đi học tiếp và bây giờ thầy của em là ở Hà Nội. Những cái khách cũ, người ta chính những cái khách hàng đó thích em á, cứ bảo là vô mà không có thấy em mới thúc đẩy là mua máy để chụp cho con người ta, cho nên mới có ngày hôm nay. Là bọn em đi theo cái nghề nhiếp ảnh này bao nhiêu lâu rồi hả? Dạ hiện tại nếu như mà tính mà từ cái thời điểm mà đi làm cho tới năm hơn giờ hơn là Bin theo, thì trong 2 năm đó là em làm chung với Bin. Dạ em hỗ trợ Bin là theo cái đó là 5 năm. Thì trong 5 năm đó có 2 năm là tụi em bắt đầu mở tiệm. Có show nào đi chụp số 500 ngàn, 300 ngàn đi chụp hết. Đi chụp xong em mới lấy hình ảnh, bắt đầu em cho chú cái trang bay của em á, cho tới bây giờ luôn. Là mình dành dụm tiền dần dần và mình tự mở cái studio dạ. đó. Dạ đúng rồi. Về chuyện gia đình của Nhi, là bọn mình tự về để gặp lại bố mẹ hay là bố mẹ kêu mình về? Có những lần mẹ kêu, mẹ là người mở miệng kêu em về, nhưng mà ba em không kêu. Mẹ kêu nhiều lần không? Mẹ kêu nhiều, xong rồi mẹ cũng nói là ba kêu này kia, nhưng mà em không... Nhưng mà ba không đích thân kêu. Dạ đúng. Sau này có mấy lần về, ba em cũng giống như là ba em thấy em khó khăn vậy đó, ba em cũng cho em 200-300 mà em lấy. Em khó khăn, à ba biết kiểu, khó khăn cho đúng tiền rồi. Không? Đúng rồi, nhưng mà cái kiểu ba vẫn coi thường em, kiểu là em không học. Nghĩa là em đậu đại học rồi, cái ba lại coi thường em thêm một lần nữa. Cái lúc đó em ít nói chuyện với ba luôn, cho tới bây giờ luôn. Em chưa muốn nói chuyện với ba của em, nhưng mà có bao giờ em muốn giải bày bản thân mình cho ba em hiểu em hơn không? Em nghĩ liệu em nói ba em có hiểu không? Sao mình không thử? Em chỉ cần ba thấy em thôi, thì ba em tự khắc là tính ra em bây giờ em giỏi hơn rất là nhiều người, mà em nhỏ tuổi nữa. Thì ba em nói chuyện với mẹ em, rồi mẹ em lại kể với em. Anh có một cái gợi ý thôi nhá. Dạ. Thông qua chương trình này em có muốn nói chuyện với ba của mình không? Dù gì á, mình cũng là con. Dạ. Thì thay vì bây giờ ba mình như vậy thì mình xuống nước một chút xíu. Dạ. Để thử xem ba mình có sẵn sàng mở lòng ra với mình hay không thôi. Đơn giản là như vậy. Không nói chuyện trực tiếp được thì mình nói chuyện qua màn hình. Em nên nói chuyện với ba em một lần. Người đàn ông mà như ba em á, mà khóc á, thì em biết là ba em thương rất là nhiều. Nhưng mà tại lúc đó em cũng quá cứng đầu. Không biết là cái lúc đó đối với ba là con sai thật sự, nhưng mà con không muốn điều đó, tại vì lúc đó quá áp lực, cho nên là con bồng bột, con làm như vậy để cho ba thất vọng. Con mong ba sau những gì mà suốt thời gian qua con đi làm ở ngoài vất vả, con chưa bao giờ phải dính một cái cạm bẫy hay là một cái tệ nạn gì của xã hội cả, để cho ba xấu hổ. Thậm chí bây giờ ra đường á, người ta kêu con là cô Nhi với chú Bin, là ba biết người ta rất là mến tụi con chứ không phải là kỳ thị như nữa. Bây giờ thời đại rồi, nó phát triển hơn rồi. Con chỉ mong ba là hiểu con, thương con, thả lòng với con nhiều hơn, để cho con có thể dễ dàng đến gần để nói chuyện với ba. Hai cha con mình thân thiện nhau hơn. Ba nhiều khi em đi ngang qua, em thấy ba lên tiệm em chơi, em cũng không muốn về nữa. Em cũng biết tại sao, mà em gặp ba thì em cũng biết nói gì hết. Mà rất cảm thấy là rất muốn nói là thương ba lắm. Có nghĩa là giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Dạ, tại trai vì con mà. Em là con mà, tại vì lẽ em phải là người nói lời xin lỗi với ba nhiều hơn. Cái câu chuyện come out của Nhi á, nó nhiều cái khó khăn như vậy, còn của em là sao Vi? Tính tới thời điểm bây giờ em cứ ngồi suy nghĩ lại, em cũng không biết là nó xuất phát từ đâu, mà chắc là từ hồi nhỏ rồi. Ừ. Cho nên là cái việc mà em có giống trai hay gái, ba mẹ em cũng thấy bình thường. Tại vì hồi nhỏ là ba em cũng đã cho em vận động mạnh rất là nhiều. Ví dụ đồ thì có cái gì mà cái đó. Mà em nói là ba, con thích cái cô này đó. Nó nói, kệ mày chứ, ai cũng quan tâm đâu. Và ba em nói vậy thôi. Tại vì
ba với mẹ em đã thừa biết là sẽ như vậy rồi. Đó, nó là như vậy. Vậy là mọi thứ đối với em nó đều thuận lợi hơn. Dạ, đúng rồi. Không phải gia đình nào, cha mẹ nào cũng khó khăn về cái việc mà giới tính đâu. Dạ. Rồi khi mà cuộc sống mẹ ổn hơn rồi, mình có dự định có con hay là có... Dạ, hiện tại em có nuôi một baby, là em nuôi bé được 2 tháng. Bé đó là bé là em xin về nuôi. Xin ở đâu em? Có một hội hiếm muộn để người ta tâm sự với nhau. Thì có một cái chị đó thấy em nói chuyện với lại mấy cái chị đó vậy đó, thì hỏi là em có dự định sinh này kia không. Thì bây giờ chị không có khả năng nuôi. Chị nói em là nhờ luật sư đi để làm giấy tờ này kia để em nhận về nuôi. Bé đến với em quá nhanh, em chưa có chuẩn bị gì hết thật. Chắc là có duyên nữa cưng. Dạ, quá nhanh luôn mà. Khi mà nhìn vô một cái ai cũng nói giống bạn chồng em hết. Nó sao mà giống Bin, giống như là mày sinh ra rồi là con của Bin rồi giống. Thì em chưa em sắp đặt mà. Ngộ một cái là ba mẹ Bin, rồi cả ba mẹ em nhìn vô bé. Lúc đầu ba em không thèm nhìn đâu, ba em đâu thèm vô nhìn đâu. Xong hồi sau hả, cưng như cưng trứng. Bây giờ nhìn nó cái ai cũng nhớ, ai cũng thương. Thì đòi nuôi luôn, không cho em nuôi luôn. Rồi ngày nào bây giờ mẹ em á cũng tới hết. Không tới là nhớ, hoặc là bắt em chở tới. Hiện tại là mẹ em là người hỗ trợ em nhiều nhất về bé. Lâu lâu ba em cũng hay gặp nhìn là bé Lá, bé em tên Lá. Nhìn sao đặt tên bé Lá vậy? Em nghĩ là Lá rơi xuống, em sẽ là người nhặt bé Lá về. Em chỉ nghĩ đơn giản rồi, em cái đặt tên bé Lá. Cái tên nó cũng ấn tượng á. Dạ, ba em mới nhìn á, ba em cũng muốn nói chuyện với ba em nhìn bé Lá, ba em nói à, ông ngoại mọi nuôi bé Lá hơn nuôi mẹ mày á. Đó, nói vậy á, nó giỡn giỡn vậy đó. Từ khi có bé Lá em cảm thấy mọi thứ nó cứ hạnh phúc sao á. Cả về gia đình Bin luôn, cả về ba mẹ em luôn. Mọi thứ nào cũng có tiếng cười, chứ nó không còn là bị khó chịu như hồi xưa nữa. Không có căng như hồi xưa không nữa, còn căng thẳng nữa. Bố mẹ hai bên thì sao? Có định kết nối cả hai gia đình lại với nhau không? Dạ, cũng đang rà rà. Bin đang nói với ba Bin là qua nhà em để hỏi cưới. Thường thì em không có tới với lại là ba vợ để chia sẻ những cái mà khuất mắt. Em chỉ vô em nói thẳng ba, cái gì và bữa con sinh ba với mẹ của con á, đi lên để hỏi cưới cái gì ba thương con thì ba cho con cưới như vậy. Mình lớn rồi mà mình tự nói trước. Là em đi đối diện nhưng với ba vợ. Nói vô thẳng vấn đề. Dạ, chứ không muốn nói tâm sự, mà muốn nói là đi cưới khi nào đi, muốn sinh cho hai gia đình gặp nhau á thì xuống nói luôn. Cố lên, anh tin là hai bạn sẽ làm được. Nha. Dạ, dạ, em cảm ơn. Bây cảm ơn. Giờ hai đứa em đi đến đích rồi. Thay mặt chương trình thì chỉ có một món quà của Son, Judica tặng em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Và có thêm món quà từ app Ludi, là một app dành cho cộng đồng gay nổi tiếng nhất thế giới, dành tặng cho hai bạn em. À. Em cảm ơn. Em cảm ơn. Chúc em trăm năm hạnh phúc nha. Dạ. Và thành công nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ. Để chứng minh cho hai bên gia đình thấy tụi em rất là giỏi và yêu thương em nhiều hơn nha. Cảm ơn hai em đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Son Unica, tô son rất xinh, bật tung cá tính đã đồng hành với chương trình này. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Come Out vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.